Sau cuộc binh biến lật đổ sự thống trị của người Pháp nhưng không thành, vua Duy Tân bị bắt và bị đày sang Phi Châu. Ngày 17 tháng 4 năm Bính Thìn, tức ngày 18 tháng 5 năm 1916, triều đình Huế và người Pháp lập Phụng Hóa Công Bửu Đảo, con trưởng của vua Đồng Khánh lên ngôi lấy niên hiệu Khải Định. Vua Khải Định húy là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, sinh ngày 1 tháng 9 năm Ất Dậu, tức ngày 8 tháng 10 năm 1885, là con trai trưởng của vua Đồng Khánh và là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn. Ông ở ngôi từ năm 1916 đến năm 1925. Vua Khải Định là người ham hiểu biết, thích đổi mới. Việc tiếp xúc với Tây Phương, trực tiếp là người Pháp, đã ảnh hưởng lớn đến cảm quan của vua. Trong cách ăn mặc, trừ bộ phẩm phục đại triều thuộc về nghi lễ truyền thống, vua thường mượn cảm hứng từ phương Tây và chế tác theo cảm quan, sở thích của mình. Vua chuộng trang sức và không chỉ cải cách y phục cho riêng mình mà còn cải cách cho cả các cận thần. Theo một số nhà nghiên cứu, ông còn là người có cảm quan nghệ thuật cao nhã, khéo tay, thích hội họa, âm nhạc, thích chăm sóc cây cảnh. Những chi tiết nhỏ này cắt nghĩa vì sao trong suốt thời gian ở ngôi, vua Khải Định khuyến khích phát triển các ngành nghề thủ công và thực hiện nhiều công trình xây dựng hơn những người trước. Có nhiều công trình đã được sửa chữa hoặc xây mới dưới thời vua Khải Định. Điển hình hơn cả có thể kể đến Điện Kiến Trung, Cung An Định, Lăng Khải Định. Các công trình đều sử dụng vật liệu, kỹ thuật xây dựng Tây Phương nhưng theo nguyên tắc phong thủy truyền thống và đặc biệt là sử dụng mảnh sành, mảnh sứ làm vật liệu trang trí tạo nên nét độc đáo khác lạ cho công trình. Năm 1922, vua Khải Định có chuyến công du tại Pháp nhân hội chợ thuộc địa tại Marseille. Chuyến đi của vua ngoài những mục đích mở mang tầm mắt, gửi gắm Thái tử Vĩnh Thụy cho vợ chồng cựu khâm sứ Sắc Lờ và để chữa bệnh. Vua muốn vận động chính giới và báo giới Pháp trong việc yêu cầu Pháp trở về Hiệp ước 1884, không tách Bắc Kỳ ra khỏi Trung Kỳ nhưng không thành. Dưới thời vua Khải Định, hầu như mọi việc đều do tòa khâm sứ định đoạt. Bút phê của nhà vua để lại trên châu bản triều Nguyễn gồm châu phê, châu điểm, châu khuyên, châu mạt, châu sổ, châu cải. Nội dung ngự phê chủ yếu về các vấn đề tổ chức tế lễ, diễn kịch, thăng bổ và thưởng phạt quan lại. Trên bản tấu của Viện Cơ Mật trình việc tòa khâm sứ đệ trình một thông cáo của quan toàn quyền Đông Dương đề nghị nhân dân Đông Dương cho nước Pháp vay tiền, vua phê. Nước Pháp 3 năm trở lại đây bị chiến tranh cực kỳ gian nguy. Vua quan nước tôi cùng nhân dân chẳng lẽ không vì cái tình của quý bảo hộ thân thiết như môi răng mà xuất nhân tâm, tài lực để tương trợ, mong cứu giúp kịp thời. Nhưng xét trong quốc khố hiện nay, chẳng có chút vàng bạc nào, nhân dân Đông Dương cũng bần cùng đói khổ, nên việc tương trợ quý quốc lúc này khó mà tỏa ý. Tuy nhiên, đương lúc vậy mà không trợ giúp thì thật vô tình. Vậy xin trích ra 1 vạn đồng bạc, gọi là chút lòng của trẫm để thêm vào trợ giúp cứu tế. Quan viên văn võ của bản triều cũng nên trích ra nửa tháng lương bổng, tập hợp lại được bao nhiêu đem trợ cấp. Kỳ tháng 12 dương lịch năm nay chiếu theo thi hành. Còn dân gian mộ vay được bao nhiêu cũng không thừa. Việc này lập tức bàn bạc cho thỏa đáng, sao lục thông báo cho các nơi biết mà thi hành. Trên bản tấu của bộ lễ về việc thiết triều nghe chính sự, vua phê. Từ sau ngự triều nghe chính sự tại Điện Văn Minh, mỗi tháng 3 kỳ vào các ngày mùng 1, 11 và 21, bắt đầu từ mùng 1 tháng sau, truyền lục cho các bộ nha tuân biết. Vua để lại lời phê trên bản tấu của bộ lễ về việc làm lễ tiết thanh minh. Gần đây mưa dầm nhiều, khí lạnh thấu người, hòa khí bị phạm, lúa ruộng không tránh khỏi thiệt hại, e rằng sẽ mất mùa đói kém. Truyền cho bộ thành tâm chuẩn bị lễ phẩm đến đền nào linh thiêng để làm lễ cầu đảo, may ra hồi lại khí trời để cứu giúp dân ta. Chẫm tại cung cũng thành tâm mật đảo, chớ có chậm trễ. Vua Khải Định ở ngôi được 10 năm thì qua đời vào ngày 20 tháng 9 năm Ất Sửu, tức ngày 6 tháng 11 năm 1925, hưởng thọ 41 tuổi.